Xin chào mọi người, chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp. Gần đây, có một kiểu trang điểm đang rất thịnh hành và tôi đã xem xét nó một cách tổng quan. Đó là một loại trang điểm theo gam màu nâu hạt rẻ. Vậy hôm nay chúng ta cùng thử nghiệm một chút nhé. Bắt đầu bằng việc xịt nước tạo ẩm cho da. Ok, đã xong. Sau khi đã hoàn thành việc dưỡng da trước khi trang điểm, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kem lót. Và bây giờ, che điểm một chút để che đi vùng thâm quầng mắt. Ok rồi, chúng ta có thể đánh phấn nền. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng bông phấn để lấp đầy lỗ chân lông. Lưu ý, bạn nên tán kem đều lên da. Tiếp theo làm tương tự với bên còn lại. Có vẻ như việc tán kem lấp đầy vẫn hữu ích. Bây giờ, chúng ta sẽ làm sáng vùng thâm quầng mắt của tôi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm phần trang điểm cố định. Ồ, mí mắt của tôi đỏ quá. Bất ngờ, tôi nhớ lại lần trước tôi trang điểm cho bạn tôi. Bạn tôi nói rằng tôi đã vẽ cho cô ấy giống như con chuột mắt đỏ. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng phấn phủ để loại bỏ phấn thừa, rồi tiếp theo làm cho nó cố định. Xong phần này rồi. Vậy là phần trang điểm cơ bản đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành phần trang điểm cơ bản, chúng ta sẽ bắt đầu làm phần tạo khối. Trước hết, chúng ta sẽ tạo khối cho mũi, làm cho nó trở nên thon gọn hơn. Bắt đầu từ vùng gốc mắt. Hãy lặp lại quá trình này 4 lần. Sau đó, tiếp tục dọc theo xương mũi xuống. Tiếp tục xuống, làm cho phần cánh mũi trở nên sắc nét. Sau đó, sử dụng một chiếc cọ hình lưỡi hái. Lấy một chút màu từ hộp tạo khối và đánh vào vùng bọng mắt. Làm cho nó trở nên sâu hơn. Vùng bọng mắt và xung quanh mắt. Tạo sâu hơn. Chỉ cần một chút. Tạo sự chuyển tiếp mềm mượt. Ok, bên này đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ là lúc làm sáng. Đầu tiên, làm sáng khu vực rãnh lệ. Làm sáng mạnh mẽ lên. Tiếp tục xuống và làm cho nó chuyển tiếp mượt mà hơn. Sau đó, làm sáng khu vực gốc mũi để làm cho cánh mũi trở nên nhỏ hơn và tinh tế hơn. Tạo một dấu ngoặc tại gốc mũi. Vẽ một đường ngang ở gốc mũi. Lên một chút nữa, làm sáng một chút với phấn màu ngọc trai và tiếp tục làm sáng. Sử dụng ngón tay để tán sáng cho hiệu quả tốt hơn. Phần mắt. Ok. Phần tạo khối đã hoàn thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ hoàn thiện phần này. Tiếp theo, chúng ta sẽ trang điểm mắt với gam màu nâu hạt rẻ. Bắt đầu bằng một chiếc cọ lớn hơn, dùng cọ lớn nhất để đánh màu nhạt nhất lên. Trước hết, đánh một lớp màu nền lên mí mắt. Làm cho cả mi dưới cũng có màu. Tiếp theo, chuyển sang một gam màu đậm hơn một chút và đánh thêm một lớp. Tiếp theo, lấy một gam màu đậm nhất. Tạo sự sâu sắc cho phần đuôi mắt. Đuôi mắt dưới. Sử dụng cọ tán màu để làm mịn viền ngoại cùng. Tiếp theo, đánh thêm một lớp màu sáng ngọc trai ở giữa mí mắt. Màu này có chút tông màu vàng. Ok. Vẽ đường viền mắt, bắt đầu bằng việc sử dụng bút Alaner Gel. Vẽ tại góc mi. Sau đó, sử dụng bút Alaner lỏng để vẽ. Mi dài, trải mi lại một lần nữa. Tiếp theo, dán mi giả. Loại mi giả này có phần trước ngắn và phần sau dài. Vẽ mi dưới.
Dùng cọ trang điểm mắt để tô màu thêm. Sử dụng cọ tạo điểm nhấn để làm cho vùng trói sáng hơn. Tiếp theo, vẽ lông mày bằng gel màu nâu. Tô màu cho lông mày. Làm cho chúng trở nên có một chút màu mùa thu. Và sau đó, tô thêm một số lông mày. Viền mắt bên này cần phải dài hơn một chút. Sau khi dán mi giả, nó không rõ lắm nên cần phải làm dài thêm. Ok. Lông mày đã vẽ xong, mắt cũng vẽ xong. Má hồng. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng một tông màu đào và tán lên vùng má của khuôn mặt. Làm cho nó trông tự nhiên hơn. Sau đó, dùng một chiếc cọ nhỏ hơn để tán màu lên đầu mũi, ở đây. Dùng một chút màu hồng, nhìn vào màu ở giữa. Ok. Cuối cùng là son môi. Hôm nay, sử dụng màu nâu cam đậm. Rồi thêm một chút màu nâu, lần đầu tiên tô son màu nâu này. Và tô thêm lớp son màu nâu này. Hiệu ứng rõ ràng hơn. Tiếp theo, làm đẹp cả bên này. Che kín. Lông mày hơi dài. Sau đó, tán mi dưới. Mi trên mắt một chút nhạt hơn. Phía này. Tạo hai chấm làm nốt. Ok. Vậy là hoàn thành trang điểm. Tiếp theo, thay đổi kiểu trang điểm và trình diễn. Video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn thích nội dung của video này, hãy nhấn like, lưu lại và theo dõi kênh. Sự ủng hộ của bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sản xuất nội dung mới. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt!